về cả trước đây thì Duyên đã làm những cái video clip hướng dẫn cách tạo dáng chụp hình cho người bình thường nè, rồi chụp hình tạo dáng khi mặc áo dài. Nhưng hôm nay thì Duyên nghĩ là thì Duyên nên nói một cái đề tài mới là chụp hình làm sao nếu mà chúng ta là người hơi có thân hình đẫy đà hoặc là hơi bị lên cân thì làm sao chụp để cho thấy mình ốm nhất. Và thì Duyên nghĩ là cái này rất là tốt, nhất là vào dịp Tết, sau Noel, sau Tết, sau Thanksgiving khi chúng ta ăn quá nhiều thì đây là những cái mẹo mà mình có thể dùng để mà chụp hình làm cho mình cảm thấy ốm hơn. Và thứ nhất, cái ốm hơn là mình phải đứng bên cạnh một cái gì đó để che, hoặc là để mình có cái sự so sánh, hoặc đứng gần máy hình, hoặc đứng xa máy hình. Thì cái mẹo đó thưa quý vị là mình có thể mình dùng một cái gì để mình che cái tay mình, để cái ví mình che, mình đứng cạnh ai, mình đứng sau ai, mình đứng gần máy hình, mình đứng xa máy hình. Tất cả những cái đó nó sẽ tạo cho mình một cái tiếng Anh gọi là perception, một cái góc nhìn khác nhau để mình thấy là mình ốm hơn. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nhé. Và thưa quý vị, bây giờ đứng bên cạnh Duyên là Quý. Và Kỳ Duyên muốn mượn Quý để mà nói cho quý vị biết là mình mập hay ốm là so sánh với những cái gì bên cạnh. Và cũng xin nói luôn, Quý không phải là Quý mập, nhưng mà Quý đang có bầu. Nhưng mà Duyên phải mượn một cái người nào hơi to hơn Duyên để mà mình có cái ví dụ được. Thì thứ nhất đó, bây giờ nè, nếu quý vị nghĩ coi Quý đứng chụp hình thẳng, Quý bỏ hai tay thẳng xuống, thì quý vị sẽ thấy, trước hết là sẽ thấy người nó to ngang ra rồi. Bây giờ muốn hơi ốm hơn, quý chỉ cần quay 3/4 đó, như vậy là đã thấy nó hơi ốm rồi. Đúng, hồi nãy tự nhiên quý làm là đúng, mình lấy tay mình che lên, quý để tay lên bụng, đây là cũng là một cái thế chụp hình rất là đẹp, thẳng lưng lên, đứng ngang người, quay ngang bụng, vậy là nó đã thấy hơn là đứng thẳng đột lặng đó, đứng thẳng lúc nãy đó, nó cứ đứng thẳng vậy là thấy rất mập. Bây giờ ngang một tí, ngang lên. Và nếu mình dùng những cái mình che, nếu mình mang ví, đây là cái ví con, thì đây quý có thể cái này xách ngang qua đây khi mình đứng như vậy đó, là mình che, quý vị thấy không? Để cái tay cầm cái ví, trời, cô này có làm người mẫu không mà sao chị thấy hay quá. Để cái tay cầm cái ví là đã thấy nó ốm bớt rồi, thấy không? Hay có cái ví lớn hơn thì quý vị có thể cầm như vậy. Rồi bây giờ cái thứ nhì, nếu mình đứng chụp hình, cái vị trí nào đứng để thấy mình ốm nhất? Nếu mình là cái người đứng đằng trước, đây quý cứ đứng thẳng ra đằng trước, và Duyên đứng đằng sau, thì quý vị sẽ thấy là cái người đằng sau nó ốm hơn người đằng trước nhiều. Bây giờ ngược lại, quý đứng đằng sau, Duyên bước lên đằng trước một tí, là quý vị đã thấy quý nhỏ hơn nhiều. Thành ra nếu mà khi mà mình hơi đầy đà, mình nên bước lùi lại đằng sau, và mình nén chụp mình. Quý vị thấy chụp hình 4-5 người, thường thường Tết người ta ưa chụp đông đông người, thì mình hãy đứng đằng sau và mình chỉ để một nửa cái người của mình lòi ra thôi. Quý vị thấy, nếu như đứng trước quý một tí như vậy, thêm một cái ví này nữa, thấy cô này rất là nhỏ. Ngược lại, nếu Duyên là cái người đứng đằng sau, thì tự nhiên thấy cô này rất là to. Nên nếu mình là người hơi có da có thịt, mình hãy đứng một người đằng sau và một người che lại như vậy. Đó là mình đã thấy ốm mất rồi, phải không? Cái thứ nhì là cái chỗ đứng. Thường mà chụp trong iPhone đó, quý vị nên nhớ là hai cái người hai bên đó, nó sẽ bị kéo bằng ra. Bây giờ mình làm ơn nhắm làm sao cho quý đứng ở bên cái góc ở ngoài nhất đó, để mà ví dụ Duyên đứng ở giữa nơi này, đứng chưa, thì sẽ thấy cái người bên này nó bị bằng ra trong một cái tấm hình, thấy không? Rồi cái thứ hai, nếu mình muốn ốm, chớ có bao giờ là cái người cầm cái máy selfie nha. Tại vì cái người cầm cái máy selfie là cái máy nó sẽ thấy mặt mình trước rồi mới tới thấy bên này. Thành ra mình muốn khôn á, là mình là cái người đứng đằng sau, chứ không phải là đứng người máy. Tại cái máy này nó rất gần với tay mình, mình đứng đằng sau xa thì mình sẽ thấy ốm hơn nhiều. Đó là những cái mẹo mà để cho mình chụp hình để mình thấy ốm hơn. Đúng, nếu mình mập bao giờ mình cũng đứng cái tay đây, hoặc là cầm ví, hoặc là đứng như mà mình chụp với người yêu, mình có thể đứng rất là dễ thương không? Em tự bắt tay chỉ cần đó, thấy không? Là thấy ốm liền nữa, thấy không? Đó là những cái mẹo mà hy vọng là sẽ giúp quý vị có những tấm hình đẹp hơn. Thank you.